Mùa đông năm 938, kế hoạch cho trận quyết chiến chống lại quân Nam Hán đã được quyết định. Dưới sự chỉ đạo của Ngô Quyền, quân ta dốc toàn lực dựng thế trận ngầm trên sông Bạch Đằng với lòng tin chắc thắng. Tưởng Ngô Quyền lợi hại thế nào, chỉ với vài ba chiếc thuyền nhỏ này mà dám đối đầu với thủy quân tinh nhuệ của ta sao? Mau tiến vào đất liền. Rút quân. Quân giặc đã rơi vào thế trận mai phục của ta. Hãy đánh cho chúng không còn đường lui. Với mưu lược hơn người và tầm nhìn xa trông rộng của Ngô Quyền, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng Giang lừng lẫy. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 còn là chiến thắng của tinh thần đoàn kết toàn dân ta, trăm người như một, đập tan mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán.